Rồi chào bà con nha, hôm nay giới thiệu bà con cái dòng máy kéo hay máy cày John Deere nè. John Deere là thương hiệu số 1 của Hoa Kỳ nha bà con. Tôi hiểu là có mặt trên thị trường rất lâu rồi, khoảng hơn 190 năm. John Deere này được nhập tiếp trực tiếp từ Ấn Độ bà con. Cái dòng này rất là khỏe và mạnh. Nói chung cái sản xuất trên tiêu chuẩn của Hoa Kỳ nên so với máy cày đồng cỡ, công suất đồng cỡ thì tướng nó to hơn, đồ bạc thì chắc hơn, máy móc thì ok hơn. Nói chung nó phù hợp với điều kiện môi trường khắc nghiệt của Việt Nam mình á, có thể làm việc liên tục trong nhiều giờ, đùi bỏng thì rất là cứng. Hình như xưa nãy giờ chưa thấy John Deere này gãy đùi luôn các con, gãy đùi nó làm rất là cứng và chắc chắn, động cơ rất là mạnh. Hôm nào có khai trương rồi giới thiệu trực tiếp cho bà con coi cái kéo John Deere này. Đây là thương hiệu số 1 của Hoa Kỳ. Quay dòng coi rất là đẹp, có hai cậu luôn nè con, có trợ lực tay lái luôn nên rất là nhẹ.